Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Linh Tâm thổ lộ các nhân vật điệu cảm xấu xa của anh im đậm trong trí nhớ khán giả, vì vậy đến bây giờ anh vẫn bị ghét. Nam ca sĩ còn nhớ lại khoảnh khắc sum họp đầy nước mắt với vợ cũ Cẩm Thu và con gái Linh Tì. Nói về cuộc hôn nhân vợ Cẩm Thu, cho đến tận hôm nay Linh Tâm vẫn còn bùi ngùi xúc động. Nam ca sĩ bảo duyên nợ giữa anh và vợ cũ chỉ đi được một đoạn đường nên đành chấp nhận. Dẫu chia tay nhiều năm, Linh Tâm và Cẩm Thu vẫn dành sự tôn trọng, xem nhau như những người tri kỷ. Trở lại với sân khấu Việt Nam, anh vẫn nhớ cảm xúc cả gia đình sum họp sau 5 năm, khi đó Linh Tâm và Cẩm Thu tái hợp hơn 10 năm, chia tay để diễn cùng Linh Tì trích đoạn cải lương bài ca Tìm Mẹ. Cẩm Thu lúc đó về nước. Nguyên nhân gia đình ngồi lại bàn bạc cùng nhau tập luyện để biểu diễn, trở lại với chương trình nghiêng về sân khấu truyền thông. Tôi thấy xuân sang, kỷ niệm vui ngày trước, thời gian trôi qua nhanh quá. Nghệ sĩ Linh Tâm cũng cho biết thêm, anh từng đặt huy chương vàng vào năm 2001. 20 năm sau, anh xuất hiện tại chương trình có con trai tham gia để làm giám khảo. Trước giờ tôi chỉ đi hát, đi thi mà tự nhiên 20 năm sau. Lần đầu tiên tôi được ngồi xem tiết mục chấm điểm cho đàn em. Tôi xem đây là cơ duyên, anh nói. Nghệ sĩ Linh Tâm chia sẻ anh về Việt Nam vào mùa dịch năm trước, níu chân anh ở lại Việt Nam tận một năm. Tháng 6 này, anh sẽ bay về Mỹ vì quá nhớ vợ con bên đó. Thời gian ở Việt Nam, tôi với Linh Tì hay ngồi nhậu, tâm sự với nhau. Tôi quay về bên kia, Linh Tì cũng buồn, nhưng vì con bên ấy còn nhỏ, tôi phải bay về. Ở Việt Nam, tôi cũng muốn tham gia nhiều chương trình, nhưng bồ xu không biết tôi ở bên đây. Linh Tâm dự định sẽ trở về Mỹ, sẽ tiêm vaccine và đợi tình hình ổn sẽ quay về Việt Nam. Hiện tại mỗi người đều có gia đình riêng, trong khi nghệ sĩ Cẩm Thu có hạnh phúc bên chồng doanh nhân, Linh Tâm cũng tìm được tổ ấm nhỏ của riêng mình khi kết hôn cùng với người vợ quê ở miền Tây tại Mỹ. Cả hai luôn dành thời gian để cùng chăm lo cho hai người con chung là Linh Tì và Thu Tâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.